Elon Musk ước một tên lửa hạng nặng trong sinh nhật tuổi 50. Món quà tỷ phú Elon Musk mơ ước trong sinh nhật thứ 50 của mình là chiếc tên lửa Starship Super Heavy sắp được SpaceX phóng vào không gian. Ngày 28 tháng 6, Elon Musk tròn 50 tuổi. Trên tài khoản Twitter với hơn 57 triệu người theo dõi, CEO Tesla nhận được hàng chục nghìn lời chúc. Nhiều người tò mò muốn biết một tỷ phú nổi tiếng nhất nhì thế giới mơ ước điều gì trong ngày sinh nhật của mình. Musk đã chọn câu hỏi của tài khoản Dogecoin Ride để trả lời ngắn gọn Starship Super Heavy. Bình luận của Musk nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích và hơn 1.000 lượt retweet. Nhiều người tỏ ra thích thú với ước mơ của Musk, vì đây là mẫu tên lửa hạng siêu nặng, có thể tái sử dụng, được tỷ phú gốc Nam Phi và SpaceX phát triển từ hàng chục năm trước. Chủ tịch SpaceX Win Sotel cho biết mặc dù chuyến bay thử nghiệm quỹ đạo đầu tiên của Starship Super Heavy không diễn ra vào đúng sinh nhật của Musk, nó có thể được thực hiện trong vài tuần tới. Vì vậy, công ty ít nhất sẽ tặng tỷ phú một món quà muộn. Kế hoạch dài hạn của Elon Musk là sử dụng tên lửa hạng nặng để vận chuyển hàng hóa và 100 phi hành đoàn lên mặt trăng, sao hỏa, thậm chí là những nơi xa hơn trong vũ trụ. Trong ngày sinh nhật lần thứ 50 của CEO Tesla, bà May Musk, mẹ đẻ của tỷ phú Elon Musk, lần đầu đăng tải hình ảnh của tỷ phú khi còn sơ sinh. Chúc mừng sinh nhật Musk. Cảm ơn con trai vì đã đến vào ngày này 50 năm trước. Con là niềm hạnh phúc lớn lao với rất nhiều yêu thương, bà May Musk viết. Bài viết lập tức được lan truyền khắp mạng xã hội với 128.000 lượt thích và hơn 8.000 lượt bình luận. Thằng SAPPYBIRTSDAYELONMUSK cũng thành từ khoa thịnh hành trên Twitter với lời chúc mừng từ người hâm mộ trên khắp thế giới. Elon Musk sinh ngày 28 tháng 6 năm 1971 tại Nam Phi. Năm 17 tuổi ông chuyển đến Canada, theo học Đại học Queen. Năm 1995, ông chuyển đến California để theo học tiến sĩ ngành vật lý ứng dụng và khoa học vật liệu tại Đại học Stanford nhưng đã bỏ ngang để làm kinh doanh. Elon Musk khởi nghiệp với công ty phần mềm Zip2, sau đó bán lại và thành lập ngân hàng trực tuyến X.com, sau đó sáp nhập và đổi tên thành PayPal. Sau khi bán lại PayPal cho eBay, Musk thành lập công ty vũ trụ SpaceX, gia nhập Tesla và sáng lập ra SolarCity, công ty về năng lượng mặt trời. Ông cũng là người sáng lập OpenAI, công ty nghiên cứu phi lợi nhuận về AI, và Neuralink, công ty công nghệ về giao diện máy tính trí tuệ. Năm 2016, tỷ phú gốc Nam Phi tiếp tục thành lập The Boring Company, công ty xây dựng cơ sở hạ tầng và đường hầm tập trung vào các đường hầm được tối ưu hóa cho xe điện. Theo bảng xếp hạng của Bloomberg Billionaire Index, Elon Musk đang là tỷ phú giàu thứ hai thế giới với khối tài sản hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù là người đàn ông giàu nhất nhì thế giới, Musk tuyên bố sẽ không sở hữu bất kỳ tài sản nào. Ông đã bán gần hết bất động sản của mình và đang ở trong căn nhà thuê rộng 36 m².